kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quật Chu Ngọc Anh trước, quật đàn em ông Chu sau Ông Trọng đang đổi chiến thuật với ý đồ gì? Vụ án công ty Việt Á kéo dài đã được nửa năm Hàng loạt quan chức CDC cấp tỉnh lần lượt được cho vào khám Khi quật rất nhiều quan chức cấp thấp Ông Nguyễn Phú Trọng mới quật Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long sau Đây là chiến thuật quen thuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hay dùng từ trước đến nay Trước đây cũng vậy, ông Nguyễn Phú Trọng cho quật Trịnh Xuân Thanh trước, sau đó mới cho tóm Đinh La Thăng. Và gần như vụ án nào cũng vậy, ông Trọng thường khui từ cơ sở khui lên. Chiến thuật của ông Trọng lâu nay thường làm cho nhiều quan chức chạy trốn vì họ xem động tĩnh và hiện nay đang có nhiều quan chức bị truy nã vì đã trốn thoát được ra nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay không hiểu sao ông Nguyễn Phú Trọng lại cho đổi chiến thuật sau khi bắt ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh thì ông mới cho bắt các thuộc hạ của ông này. Trên hình ảnh, ông Chu Ngọc Anh, người có chức vụ cao nhất ở Hà Nội đã bị bắt vào tạm giam. Vào ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, sinh năm 1973, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Ông Trương Quang Việt bị kết tội vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Đồng thời bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, sinh năm 1973, giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Từ năm 2020 trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19, các ông Trương Quang Việt và các thuộc hạ được giao thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc công ty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau hoặc đưa các thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm của kit xét nghiệm Covid-19 do công ty Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu. Đây là hình ảnh, thông tin ông Trương Quang Việt đã bị bắt tạm giam theo chân Chu Ngọc Anh. Sau khi được trúng thầu công ty Việt Á đã chiết khấu lại phần trăm giá trị hàng hóa để cảm ơn các đơn vị. Điều này dẫn đến công ty Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và được trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước. Tại CDC Hà Nội, khoảng tháng 12 năm 2020, dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm. Lợi dụng tình hình này, ông Trương Công Việt đã thông đồng với Việt Á đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm và hồ sơ mồi thầu để đảm bảo chỉ có công ty Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán gói tiền của hai gói thầu, công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã xác định có hai bệnh viện liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á với thủ đoạn tương tự và khởi tố bị can đối với hai bị can đó là phó trưởng khoa dược và trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa Hà Đông về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 4 điều 222 của bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Trương Quang Việt. Như vậy là sau khi ông Trung Ngọc Anh đã bị bắt vào tạm giam, những người dưới quyền ông vẫn tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào trại giam. Có lẽ khi chủng cuối Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long bị truy tố ít ai ngờ được những quan chức hàng cơ sở lại bị vét tiếp tục đến như vậy. Và cũng không lại trừ ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long chưa phải là chùm cuối cùng. Điều này có nghĩa là ông Trọng quyết tâm quét đi quét lại rất nhiều lần cho sạch. Đây là lời cảnh báo việc trùm Nguyễn Thanh Long đã bị bắt tạm giam không có nghĩa là ông Trọng không moi thêm những cấp cao hơn. Ông đã quét lại và không biết chừng ông sẽ quét tiếp và lúc đó không biết những ai sẽ tiếp tục bị bắt tạm giam chung với Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Còn đối với ông Vũ Đức Đam, người mà chịu trách nhiệm chính trong công tác chống dịch, hiện nay không ai an toàn cả. Thông điệp đã rõ ràng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều gì thực sự ở phía sau? Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long và Chủ tịch Hà Nội Trung Anh là hai nhân vật cao cấp mới nhất bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ bắt ba nhân vật cộm cán của chính quyền vào mùng 7 tháng 6 liên quan đến đại án Việt Á đang gây rung động dư luận. Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đỏ lửa hơn bao giờ hết. Trong khi báo chí của nhà nước Việt Nam không ngớt lời ca ngợi một câu hỏi được đặt ra các nhà quan sát quốc tế đó là điều gì thực sự phía sau chiến dịch này trong một nhà nước độc đảng như ở Việt Nam hiện nay. Đây hình ảnh sau khi bắt Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc, thì Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt cũng vừa bị bắt khẩn cấp hôm 10 tháng 6 vì sai phạm trong vụ án Việt Á. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long Chủ tịch Hà Nội Trương Ngọc Anh, cựu thứ trưởng Bộ học công nghệ Phạm Công Tạc là ba nhân vật bị xử lý hùng 7 tháng 6 trong đợt đốt lò. Diễn ra mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi bị khai trừ đảng và bị cách chức do vi phạm các quy định và quy chế của nhà nước, gây thất thoát rất lớn. Cũng trong tháng này, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng bị cách tất cả các chức vụ trong đảng và bị sa thải với cáo buộc là có hành vi sai trái nghiêm trọng trong vụ thao túng thị trường chứng khoán. Vài ngày sau, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng ông Lê Hải Trà, bí thư là ủy Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Một loạt giám đốc điều hành các tập đoàn lớn bị bắt tạm giam, gồm có ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch Pambo LA với công ty mẹ là tập đoàn FEC, nguyên tổng giám đốc chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt Đỗ Đức Nam và cựu chủ tịch Lotus Holding Đỗ Thành Nhân hàng trăm quan chức cấp cao, giám đốc điều hành doanh nghiệp khác cũng đã vào lò trong chiến dịch chống tham nhũng được cho là sâu rộng của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng kéo dài trong mấy năm qua. đây là hình ảnh hai ông đỗ anh dũng bên trái chủ tịch tập đoàn tân hoàn minh và trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn fec cũng bị bắt giam gần đây. việt nam đã cảnh báo rằng tham nhũng có thể gây nguy hiểm cho chính trị và sự chính danh cũng như nắm giữ chính quyền lực của đảng cộng sản việt nam khi công chúng ngày càng không khoan dung với hối lộ. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, một tổ chức chống tham nhũng có trụ sở tại Berlin, xếp Việt Nam ở vị trí 39 trên 100 vào năm ngoái, tăng so với mức 31 của năm 2012, và năm mà chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nêu ra 4 yếu tố của các quốc gia không có tham nhũng, cơ chế tam quyền phân lập, một xã hội dân sự tự trị, nhà nước pháp quyền và báo chí độc lập. Ở Việt Nam, các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý chỉ đăng tải các bài báo về tham nhũng do các cơ quan nhà nước cung cấp. Những hạn chế về quyền tự do báo chí đã làm suy yếu chức năng điều tra độc lập của truyền thông nhà nước Việt Nam, cũng làm giảm, giảm khả năng phát hiện tham nhũng, giảm áp lực lên chế độ và trách nhiệm giải trình theo phân tích của các nhà quan sát Nguyễn Hồng Hải đăng trên Isaya Forum. Cán bộ quan chức đặc biệt rất dễ bị tham nhũng trong một xã hội thiếu sự kiểm tra và cân bằng này. Đây hình ảnh ông Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc khi nói lời sau cùng trong phiên tòa ngày 8 tháng 6. Với sự chú ý ngày càng tăng của công chúng, vụ Việt Á sẽ được coi là thét thở cho các nỗ lực chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam cư dân mạng Việt Nam đang đặt câu hỏi về trùm thực sự đằng sau vụ án nhiều triệu đô la này. Một số người nghi ngờ rằng vụ án hoàn toàn là sự thao túng của nhà nước, chứ không phải chỉ xoay quanh một vài diễn viên phản diện. Và thông tin cũng cho biết nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Tham nhũng là thứ virus lây lan khắp các lĩnh vực ở Việt Nam. Nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của bốn yếu tố như Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã nêu các nỗ lực chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ thiếu hụt và thất bại. Quy mô thực sự của tảng băng tham nhũng của Việt Nam sẽ vẫn là một câu đố, theo nhà quan sát Nguyễn Hồng Hải chia sẻ. Dù Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu vào năm ngoái đã đề cập đến đạo đức khoảng 40 lần và rằng ông đã ra lệnh hành động mạnh mẽ, quyết liệt và nhanh chóng hơn chống tham nhũng kiểu các nước xã hội chủ nghĩa chẳng bao giờ đi đến đâu, theo một số nhà phân tích chia sẻ. Nhà báo David Hood thì cho rằng các chiến dịch chống tham nhũng của các nước cộng sản như Việt Nam, Lào sẽ không bao giờ có kết quả. Theo đó, ông David Hood chỉ ra rằng các chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam và Lào tập trung vào tư cách lãnh đạo đức của các quan chức mà không giải quyết các cơ cấu chính trị vốn khuyến khích cho tham nhũng. Đây là hình ảnh đã có hơn 50 lãnh đạo cấp bộ, thành phố, trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC ở các tỉnh thành bị bắt, khởi tố do liên quan đến vụ của công ty Việt Á. Ở Việt Nam cũng giống như ở Lào, theo nhà báo David Hood, chiến dịch chống tham nhũng đi đôi với chiến dịch đạo đức nhằm thanh trừng những cán bộ có tư tưởng cải cách. Đảng Cộng sản Việt Nam coi lòng trung thành với Đảng là điều kiện tiên quyết để thăng chức, đồng thời cho ban hành vô số tài liệu nhấn mạnh rằng một đội ngũ cán bộ mang tính chiến lược mới sẽ được hình thành từ những người thể hiện sự tận tâm với các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, lòng trung thành với các lãnh đạo hiện tại và sống có đạo đức. Bài báo trên The Diplomat của David Hood đã viết như vậy. Thay vì giải quyết tận gốc rễ hệ thống của sự tha hóa, họ lại cố gắng hoàn thiện bản chất con người. Đã tôi đã lập luận rằng điều này tiết lộ một lý tưởng chủ nghĩa trong những người chống tham nhũng là họ tập trung vào đạo đức hơn là thể chế ngay cả khi cố gắng, người ta cũng không thể thiết kế một hệ thống hoàn hảo hơn hệ thống Cộng sản của Lào và Việt Nam nếu người ta muốn tham nhũng phát triển mạnh. Đây là các quốc gia độc đảng, đóng cửa, nơi không có truyền thông tự do và không có tòa án độc lập. Trong đó, sự phân chia quyền lực trong chính phủ đến từ các cơ chế cho nhận, theo nhà báo David Hood chia sẻ. Và cứ như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng hô hào chống tham nhũng cuối cùng chẳng đi đến đâu